Hello, xin chào Vi. Hôm nay Phước Sửu và Vi sẽ đi thăm một căn biệt thự khá đẹp tại Nhà Bè Vi. Dạ. Vi cảm giác như thế nào khi mà mình lạc vào một cái khu đô thị khá đẳng cấp tại Nhà Bè? Em thấy ở đây mát quá anh Sửu ơi. Dạ. Vi nhìn thấy là những cái loại hoa này khá đầy của Vi. Dạ. Một màu hồng rất là sang trọng và không phải là những dự án nào cũng trồng những loại hoa như thế này nè. Hoa này hoa gì vậy anh Sửu? Cái tên này anh còn chưa biết luôn. Nhưng mà anh biết đây là một trong những cái biệt thự là khá đẳng cấp và tại dự án Dài Gai Nhà Bè. Dạ. Biệt thự này với diện tích là 15 nhân cho 20. Dạ. Hai mặt tiền trước sau. Đây là một mặt tiền trước nha Vy nè. Dạ. Và phía sau là còn một mặt tiền sau nữa. Dạ. Khá đẹp luôn. Thiết kế gồm là hai lầu và trong đó thì sẽ thiết kế thông tầng rất là đẹp để cho quý anh chị có thể là tận hưởng từ tầng trệt và tầng 2 mình có thể nhìn trực diện về bờ sông luôn. Dạ. Khá đẹp luôn Vy. Dạ. Khá thoáng luôn. Dạ. Với những cái căn biệt thự này thì chủ đầu tư thiết kế một cái gam màu khá tinh tế. Dạ. Kết hợp vườn gọi là bán cổ điển đó Vy. Dạ. Vy đã từng đi những khu đô thị nào rồi và Vy thấy cái cách thiết kế của dự án Zaget Nhà Bè này nó có hợp lý và phù hợp với chất gọi là cái tông màu hiện tại đối với cái thời điểm này không? Dạ. Không? Khu đô thị dự án thì em cũng đi nhiều rồi nhưng mà tuy nhiên em thấy ở khu vực này thì về cái cách trang trí, bố trí lẫn màu sắc của cái khu dân cư này chủ đầu tư làm rất là đẹp anh Sửu. Chính xác. Dạ. Thì Phước Sửu và Vi sẽ đi dạo ra cái công viên sát bờ sông nơi mà cái căn biệt thự 15x20 này tọa lạc. Thì ở đây có những cảnh quan như thế nào? Khi mà gia chủ sở hữu những cái căn biệt thự này á thì cái tầm view của căn biệt thự này có khá đẹp hay không và dạ, có cuốn hút và lôi kéo được những cái tín đồ là chuyên về đầu tư nghỉ dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh này dạ, lựa chọn hay không ha? Dạ. Cái công viên này được gọi là cái công viên năm giác quan. Thì với cái công viên năm giác quan này thì chủ đầu tư thiết kế những cái công viên nhỏ. Và ở đây thì có nhiều giác quan khác nhau dạ, và trở thành một cái công viên gọi là đa màu sắc dạ, và đa tiện ích để cho quý cư dân ở đây là sở hữu và sử dụng ha. Dạ. Hiện tại em thấy những cái tròn tròn này, những cái đồi nhỏ này thì chắc là dành cho trẻ em nè. Mấy bé có thể chạy xung quanh. Như chủ thấy nè, ở dạ, đây có thiết kế những cái dạng đá tổ ong như vậy. Dạ. Những cái dạng đá là gọi là quý hiếm. Dạ. Và nơi đây thì mình nghỉ ngơi nè, đánh cờ nè, dạ, uống nước nè, rồi dạ, là tán dóc với bạn bè nè, con dạ, cái chơi đùa dạ, dọc bờ sông. Và có một cái điều đặc biệt ở đây thì Vy sẽ cùng với gia đình có thể là câu cá giải trí nữa luôn. Dạ, yeah, được câu cá hả anh? Đúng rồi, một bờ sông tự nhiên, ở đây là yeah, câu cá tự nhiên. Yeah. Như Vy có biết là ở tại Vinhome Grand Park á, thì yeah, họ còn tổ chức những cái dãy câu cá nữa luôn. Yeah. Ở dọc phía có bờ sông mà dự án. Thì yeah, ở đây nè, sông tự nhiên, cá tự nhiên. Nếu quý anh chị nào có thích thì mình có thể là câu cá luôn, giải trí luôn. Rồi, thì Vy và Sửu sẽ đi dạo thêm cái công viên này để ngắm những yeah, cái tiện ích khá đặc biệt tại cái khu dân cư này. Dạ. Khi mà Vi hoặc khách hàng mà sở hữu cái căn biệt thự 15x20 như này nè thì một cái tầm view gọi là 360 độ luôn. Dạ. Nhìn trước cũng được, nhìn trước là nhìn ra cái lớp house rất là đẹp. Dạ. Nhìn ra mặt sau là mình nhìn ra một cái công viên bờ sông khá đẹp luôn. Wow. Và bây giờ là Phước Sửu và Vi sẽ đi dạo ra một cái công viên gỗ. Dạ. Tới công viên gỗ này thì ở đây sẽ kết nối đến một cái bến gọi là bến cano. Dạ. Từ đây Vi có thể dạo trên bến cano này mình đi di chuyển trên dọc cái bờ sông. Dạ. Có thể di chuyển và là du lịch bằng đường thủy luôn. Ồ. Khá hợp lý phải không? Dạ. Vậy là cái dự án này bao bọc bởi con sông, bao đúng bọc rồi, con sông. Dạ. Nó có hai mặt tiền bên này và cái phân khu, riêng cái phân khu này thôi thì nó được bao bọc thì một mặt là mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ và mặt dạ, bên trong là bờ sông. Dạ. Có những cái con thuyền màu xanh khá hợp lý vô vị. Dạ, chắc để mình chèo ở trong đúng khu. Đây, thì như Vy đang nhìn thấy là một cái bờ sông khá đẹp luôn nè. Dạ. Ra đây thì tha hồ ngắm sông nè, dạ, câu cá giải trí nè. Dạ. Và phía bên kia của Phước Sửu và Vy sau này là có một cái dãy biệt thự khá lớn luôn. Dạ. Thì hai cái dãy biệt thự sẽ đồng nhất nhìn vào nhau và tạo nên một cái khu
gọi là siêu biệt thự. Và ở giữa biệt thự này sẽ có một cái quảng trường, và ở giữa bờ sông này sẽ là có một cái gọi là công viên nước trình diễn ánh sáng và nước nữa. Wow. Khá đặc biệt phải không? Yeah. Có thể tổ chức những cái show nhạc hay là những cái đêm biểu diễn mà có 102 và kết nối một cái khu đô thị trở thành một cái khu gọi là tổ chức những cái show thời trang hay là biểu diễn khá đặc biệt tại công viên này. Rất là may mắn cho những chủ nhân nào sở hữu được những cái căn biệt thự này như vậy. Quá đẹp luôn. Để có nhiều thông tin hơn nữa về cái căn biệt thự này, về những cái căn dinh thự sát bờ sông này. Hãy inbox ngay cho Phước Sửu. Và Vy. Theo xóa lại bên dưới nha. Đừng quên đó là subscribe nè, like kênh của Phước Sửu và Vy để cho quý anh chị theo dõi được nhiều kênh, những video tiếp theo và cung cấp nhiều giá trị bất động sản cực kỳ hợp lý, giá mềm nhất thị trường để quý anh chị lựa chọn là một nơi đầu tư sinh cư, an cư và lạc nghiệp. Lạc nghiệp sinh lời tại những cái dự án nổi bật tại Thành phố Hồ Chí Minh đây nhé. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau.